ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu mỗi tháng khi ngân hàng này vừa nâng? Mấy ngày nay đang rục rịch thông tin đó là tính tiền lãi ngân hàng nhanh nhất ngay tại nhà. Sau khi ngân hàng quốc dân tăng lãi suất điều hành vào ngày 25 tháng 10 thì đã có nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động của họ và thậm chí đã xuất hiện ngân hàng với lãi suất lên tới là 11% một năm. Ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì vừa rồi các bạn ơi, mình có lên mạng TikTok, Facebook các bạn, mình liếc lướt web các bạn thì mình thấy đâu đâu cũng các bạn TikToker hay là tên Facebook các bạn thì các bạn đều đăng tin là lãi suất của các ngân hàng liên tục tăng các bạn. Thì có ngân hàng tăng từ 8 chấm đến 9 chấm ha. Thì như các bạn đã biết á, thì lãi suất tiền gửi của ngân hàng tăng sẽ kéo theo một cái hệ lụy là lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo những bạn. Như các bạn đã biết thì những người nào có tiền thì người ta gửi tiết kiệm thì người ta sẽ lãi lãi rất cao. Đó, riêng những người nào không có tiền, người ta đi vay các bạn thì người ta vay thì tất nhiên là lãi suất nó sẽ cao rồi. Mình đóng lại cũng rất là cực như các bạn. Các bạn đã biết á thì cái nhu cầu tiền gửi của mọi người là rất cao. Nhưng mà mình muốn biết cái lãi suất ngân hàng nào cao hay thấp thì mình phải tìm hiểu ha. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách để mà tìm hiểu lãi suất của từng ngân hàng ha. Và sẵn tiện hôm nay mình cũng chia sẻ luôn cái cách tìm hiểu lãi suất của ngân hàng Sacombank và cái cách gửi tiết kiệm trên app của ngân hàng Sacombank như thế nào. Đó, mời các bạn theo dõi video của mình ha. Mình bắt đầu vào video nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vô app Sacombank Pay để mình mở tài khoản tiền gửi tương lai, tiền gửi tiết kiệm nha các bạn. Đó, thì để mà gửi được tiết kiệm trên app này thì các bạn phải liên kết giùm mình. Đó, thì vô giao diện đầu tiên thì đây là cái ví Sacombank Pay của mình ha. Đó, cái thứ hai á là cái thẻ mình đã liên kết rồi nè, nó có hiện lên số thẻ là 9704 ha, một giờ số thẻ ha. Và mình chưa có liên kết tài khoản ha, các bạn sẽ nhấp vô chỗ thêm thẻ là tài khoản Sacombank, các bạn nhấp vô để mình liên kết cái tài khoản mình vô ha. Hiện tại mình đã liên kết cái thẻ xong rồi nè, nó có chấm xanh ở trên, mình chưa liên kết tài khoản, mình sẽ nhấp vô ngay chỗ chấm này đó để mình lưu lại để mình liên kết thêm cái tài khoản mình mới mở tiết kiệm được nha các bạn. Đó, mình sẽ liên kết vô lưu lại đây, mình sẽ xác thực để mà nó lưu lại cái tài khoản ha, xác thực OTP rồi nhấn ô xác nhận. Đó, thì nó báo mình đã cập nhật liên kết thành công ha. Đây mình sẽ thoát ra, mình đọc rồi mình thoát ra, mình xem nó có liên kết hay không mà. Đây mình vô mục là quản lý thẻ tài khoản nè, mình sẽ kéo qua. Đó, cái dòng đầu tiên là cái thẻ mình ha, cái thứ hai là cái tài khoản mình nó đã nổi lên ha. Các bạn có thể nhấp vô con mắt để mà kiểm tra tài khoản mình có còn tiền hay không để mình gửi tiết kiệm ha. Đó, sau khi mà mình nhấn nó đầy đủ điều kiện thì mình nhấn ô giao dịch để mình vô mình tiến hành gửi tiết kiệm ha. Các bạn sẽ kéo xuống lúc dưới luôn. Đó, ngay chỗ mà cái mục mà bạn kiếm, ngay chỗ cái mục có hình con heo đó các bạn, có chữ tiết kiệm ở bên dưới đây. Đó, như cái hình con heo như thế này nè, có cái chữ tiết kiệm, các bạn sẽ nhấp vô đó. Đây ha. Đó, thì ở dòng đầu tiên nó để là chọn sản phẩm tiết kiệm nè, ngay chỗ chọn sản phẩm tiết kiệm ha, các bạn nhấp vô đây nha. Đó, nó có hai cái dòng tiết kiệm, đó là mở tiết kiệm tích góp và mở tiết kiệm có kỳ hạn thực tiến ha. Thì mình sẽ nhấp vô gửi tiết kiệm thực tiến để mà lãi suất cao hơn ha. Đó, thì đó mình sẽ nhấp vô cái, sau khi nhấp vô thì bạn sẽ nhấp vô cái ô là mở tiết kiệm ngay. Ok, thì sau khi nhấp vô thì nó sẽ hiện lên cái tài khoản mình ở và số tiền mình ở bên trên ha. Rồi, cái dòng kế tiếp á là tôi muốn gửi tiết kiệm nè, các bạn nhập số tiền cần gửi bao nhiêu vô ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ gửi 1 triệu để mà làm video hướng dẫn cho bạn xem nha. Đó. Sau khi nhấp số tiền xong các bạn nhấp vô cái kỳ hạn nè, theo mình sẽ chọn cuối kỳ em lại cao hơn ha. Rồi, cái dòng thứ hai, cái dòng kế tiếp á là tự động tái tục vốn hay lãi nè, các bạn nhấp vô đây, các bạn có thể linh hoạt chọn ha. Có thể tự động tái tục vốn hay là không tái tục gì thì các bạn, mình sẽ chọn tự động tái tục vốn. Đó, cái dòng kỳ hạn nè, các bạn nhấp vô đây, chọn kỳ hạn. Ở đây có nhiều kỳ hạn lắm ha. Ở đây là 7 ngày, 14 ngày nè. Đó, 21 ngày hay là tháng nè. Mình sẽ chọn là 12 tháng nha các bạn, để mà lãi suất nó cao hơn ha. Hiện tại 12 tháng là lãi suất là 7.8% trên năm các bạn. Đây mình sẽ kiểm tra đầy đủ lại số tiền, kỳ hạn, lãi suất và số tháng. Rồi bạn sẽ test vô chỗ tôi đã đọc và đồng ý cái điều khoản nha. Sau khi test vô các bạn nhấn ô tiếp tục ở bên dưới. Đây nó đang đưa mình vô tới xác thực OTP ha. Mình sẽ dùng xác thực bằng vân tay ha, hoặc là nhập mật mã ha. Đây là vân tay, nếu mà các bạn nhập vân tay thì các bạn sẽ nhập vô. Còn mình sẽ nhập mật mã để cho các bạn dễ xem ha. Mình đã xác thực mắc OTP nên mình nhập mật mã.
Đây, sau khi xác thực xong các bạn nhấn ô xác nhận để mà nó xác thực là cái số tiền gửi mình ha. Đây nó báo mình đã mở tiền gửi thành công và nó đã từ mình 1 triệu ở bên dưới nè các bạn, từ tài khoản mình ha. Đây mình sẽ thoát ra ngoài, mình vô thử coi mình đã mở kiểm tra lại cái tài khoản mình mới vừa mở cho các bạn xem nha. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ thoát ra, mình vô cái mục mà tiết kiệm mới nãy để mình xem lại cái tài khoản mình tiết kiệm mình mới vừa mở ha. Đó, cái dòng bên trên có hình con heo nè, mình đã mở ngày 6 tháng 1, đó 1 triệu ha. Đây mình có thể mở thêm tài khoản ở đây ha. Đó, mở tiết kiệm tích góp hay là mở tiết kiệm có kỳ hạn tiền gửi nè. Đó. Rồi, mình sẽ nhấp vô cái mục tài khoản mình mở để mình xem nha các bạn. Ok các bạn, thì đây là toàn bộ những cái thông tin mà đã mở tiết kiệm ha. Đó, cái đây sản phẩm nè, tiền gửi trực tuyến, rồi số tài khoản, rồi cái số tiền gửi là 1 triệu, rồi kỳ hạn nha các bạn. Lãi suất 7.8 hoặc 5.5. Mình nhấp vô 3 chấm để mình kiểm tra lại nha. Đó, thì ở bên trên nó có là lịch sử tiền gửi, tất toán tiền gửi trực tuyến, rút trước từng phần hoặc mở tài khoản tiền vay cho cái sổ này. Bây giờ mình sẽ tất toán tiền gửi để cho các bạn xem cái sổ này ha. Đây mình nhấp vô một tiếp tục nè, mình nhấp vô ngay chỗ xác nhận. Thì cái này nó linh hoạt là các bạn có thể mở xong và các bạn thể tất toán bất cứ lúc nào ha, nếu các bạn thấy cần. Đó, mình sẽ xác thực OTP nè. Đó, thì mình chỉ cần nhấn xác nhận là nó sẽ tất toán ngay cái sổ này nha. Đó, mình nhấp vô xác nhận. Ok, nó đang chạy và báo mình đã tất toán thành công ha, và nó cộng vô tài khoản nguồn của mình là 1 triệu nè các bạn. Đó. Rồi, như vậy là mình đã tất toán thành công cái tài khoản này và mình cũng mở thành công ha. Đó, mình sẽ quay về trang chủ nha các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thoát ra, mình vô app Mbanking để mình lên mình gửi tiết kiệm tên app Mbanking cho các bạn xem ha. Đó, để mình đăng nhập mật khẩu Mbanking vô các bạn. Thì đây nó đang chạy nha. Thì đây là cái trang chủ Mbanking, đây là số tiền trong tài khoản mình còn ha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là có kỳ hạn nè. Đó. Ở bên dưới mình nhấp vô chỗ mở tài khoản để mình mở cái tiết kiệm nha các bạn. Mình nhấp vô. Ok, cái chỗ chỉ chọn là mình nhấp vô chỉ chọn để mình mở ha. Đây có hai sản phẩm tích góp và tiền gửi kỳ hạn trực tuyến. Mình sẽ nhấp vô tiền gửi kỳ hạn trực tuyến nha các bạn. Đó, mình sẽ nhấp vô đây. Đó, thì mình sẽ đọc các điều khoản của nó xong rồi mình test vô ô là tôi đã đọc và đồng ý ha. Rồi, sau khi test vô bạn nhấn ô tiếp tục. Thì cái chỗ dòng chọn nè, các bạn nhấp vô để mình chọn tài khoản nguồn mình vô ha. Đó. Thì nó sẽ hiện lên bên dưới số tiền hiện tại mình còn ha và hạn mức. Mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng, chỗ phương thức lãnh lãi, các bạn nhấp vô cuối kỳ hoặc là hàng tháng tùy các bạn ha. Rồi sau khi nhấp thì bạn nhớ ô tiếp tục ở góc phải nha, để nó chạy. Ok, thì nó đưa mình vô bên trong ở chỗ là phương thức tái trục ha. Thì các bạn sẽ nhấp vô đây giùm mình ha. Đó, các bạn nhấp vô thì các bạn sẽ chọn là tự động tái trục lại ha. Rồi chỗ kỳ hạn nè, các bạn có thể tùy chọn kỳ hạn tùy các bạn ha, 6 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 12 tháng đi. Mình sẽ nhấp 12 tháng cho lãi suất nó cao. Đó, rồi chỗ số tiền nè, mình sẽ gửi 1 triệu nha các bạn. Để mình làm mẫu cho các bạn xem nha. Đó, sau khi nhập số tiền xong thì các bạn nhấn ô tiếp tục ở góc phải nè. Đó, nó đang chạy ha, nó đưa mình vô mình kiểm tra đầy đủ rồi mình nhấn vô cái MSI để mà xác thực các bạn. Đó, cái dòng nhập OTP mở MSI nè, mình sẽ nhấp vô đây nha. Đó. Thì mới đưa mình tới cái trang MSI của mình. Đó, mình sẽ nhập mật khẩu MSI của mình vô. Mật khẩu MSI của mình gồm 6 số mình nhập vô thì nó hiện lên như thế này ha. Mình test vô cái dấu chấm xanh ở cuối. Nó tự liên vào đây và cái 6 số này. Đó, xong mình sẽ nhấn ô xác nhận ở góc phải nè. Đó, nhấp vô đây để mà nó xác thực. Đó, nó báo mình đã giao dịch thành công, số tiền gửi là 1 triệu nha các bạn. Đó. Thì mình thoát ra để mình vô mình kiểm tra lại cho các bạn xem nè. Đây, nó hiện lên 1 triệu là số dư tiếp theo 1 triệu nữa ha. Mình sẽ mở lên ha. Đây nó báo là mình đã mở tiết kiệm tiền gửi trực tuyến 1 triệu ở bên trên nha. Bên dưới là cái diễn giải kỳ hạn và số tài khoản, số nguồn ha, rồi ngày đến hạn ha, rồi lại cuối kỳ ha. Ok các bạn, thì cái sản phẩm này mình cũng có thể tất toán được bất cứ lúc nào ha. Đây mình sẽ nhấp vô ô 3 chấm và mình có thể tất toán bất cứ lúc nào ha. Sau khi mình nhấp vô thì mình nhấn ô bên chỗ mình chọn số tiền cần muốn tất toán nè. Đó, cái sổ mình 1 triệu mình vẫn 1 triệu, xong các bạn nhấn vô ô tiếp tục thì nó đang chạy, nó đưa mình tới cái MSI. Mình chỉ cần mở MSI và xác thực mã OTP là mình có thể tất toán được thành công ha. Đây mình mở MSI nè, nó đưa mình tới tay MSI ha. Đó, mình vô mật khẩu MSI của mình để mà xác thực nha các bạn. Ok, sau khi nhấn mật khẩu xong thì nó đưa mình cái mã 6 số này, mình liên vô rồi nhông mình nhấn ô xác nhận ở góc phải nè. Đó, đây nó báo mình đã tất toán thành công và nó đã cộng vô tài khoản mình 1 triệu nữa các bạn. Đó, bên trên đây. Ok các bạn, video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.